Hello, xin chào cả nhà buổi trưa. Hôm nay là 17 tây tháng 3 năm 2021. Thì em tiếp tục giao lưu với cả nhà cái cây bông trang Mỹ vàng. Anh này anh cũng đang cho nụ nè cả nhà. Này, chuẩn Mỹ vàng luôn nha cả nhà. Và dưới đây là những cây con. Đây là những cái con Mỹ vàng. Còn cây bên đây thì ảnh đang nở bung hoa hết trơn rồi nè cả nhà. Cái búp hôm trước á, ảnh cũng nở luôn ạ. Đấy, cả nhà đặt hàng á, để lại bình luận ở bên dưới giúp em. Hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600 và đó cũng là số Zalo của bên em. Thì đây là lô Mỹ vàng em vừa bứng một cây hôm qua em giao cho khách. Đây, nguyên chậu. Em đặt nguyên chậu chôn ở dưới. Có khách đặt là em sẽ bứng lên, ngồi nguyên cái chậu lên như vậy nè. Đấy, cây nhà xem. Cây này Mỹ vàng, chuẩn Mỹ vàng. Mỹ vàng nó lớn nha cả nhà. Chuẩn luôn. Rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh YouTube của em.